Bạn ơi, đây là cái ruộng rau khoai ngứa. Rau khoai ngứa này để chuyên về nấu cho lợn đấy các bạn ạ. Hôm nay chúng mình đi ra thu hoạch đi. Đây là một cây rau này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? À, ở đây có một con ong này, con ong đang bám ở trên cây rau khoai ngứa này, các bạn nhìn này. Đấy, con ong này nó đang hút mật ở cây rau này nhá các bạn nhá. Các bạn nhìn thấy chưa? Rồi, đây là con ong. Mình cho vào giỏ này. Đi tìm tiếp xem ở đây còn con gì nữa không này. Ô, các bạn ơi nhìn này. Có một con gì đang to chưa? Nó đang ngửa qua đây này. Ui, thì ra là một con bọ ạ. Các bạn nhìn thấy chưa, con bọ này nó đang ăn cây khoai ngứa của mình đấy. Bọ này nó rất là to các bạn nhá. Wow, mình bắt được một con bọ rồi. Tiếp xem. Wow, ở đây nữa này. Đây này. Trên cây khoai ngứa này của mình đang có con gì này. Lại hai con bọ tiếp nhá các bạn nhá. Rồi, đây là hai con bọ này. Wow, có hai con bọ này chứ. Mình bắt được hai con bọ rồi. Wow, nhiều bọ quá. Bên này. Ở gốc cây khoai ngứa này có gì này. Wow, cái gì đấy? Đây là quả trứng các bạn ạ. Quả trứng này để mình xem là quả trứng này là có cái gì nhá. Mình cùng bóc ra nào. Wow. Wow, các bạn ơi. Đây này. Wow, đây rồi. Một chiếc thìa. Các bạn nhìn thấy chưa? Đây là một chiếc thìa này. Mà cái gì ấy? Cái đàn à? Hay cái gì ấy? Mình không biết. Còn đây, đây là cái gì đây? Đây là một con mèo nhá, bóc ra bên trong này. Các bạn nghe thấy không? Bên trong có cái gì? Có thể nào? Wow, đây là kẹo các bạn ơi. Ngon quá, ăn thử xem có ngon không. Đây mình ăn xem nhá. Ngon quá các bạn ơi. Kẹo này có cả sô-cô-la bên trong này, sô-cô-la này. Ngon lắm. Ông viên này chấm với sô-cô-la đấy. Đây mình chấm với sô-cô-la mình ăn nhá. Wow. Đây nữa bạn ơi. Wow. Đây là một con cua này. Đây nữa, cả hai viên kẹo nữa này. Con cua này ở dưới cũng có một cái kẹo luôn. Mình bóc ra xem nào. Lại là sô-cô-la này. Ngon quá. Wow, sô-cô-la, cả sô-cô-la trắng, sô-cô-la đen nữa nhá. Ngon quá các bạn ơi. Đây là kẹo trứng chim à? Kẹo gì ấy nhỉ? Ăn thử xem, bóp ra xem là gì. Và mình bóp kẹo rồi. Còn một viên nữa này. Viên này mình thử ăn xem vị nó như nào đi. Thử ăn xem nào. Ngon. Ngon không? Ngon, ngay. Ngon thế. Đi tìm tiếp đi, xem có kẹo ở đây nữa không. Ồ, các bạn ơi. Nếu bạn biết ở dưới đây có con gì này. Nó đang trốn này. Nè, nó biết mình đi thế này nó. Nào. Đấy. Wow. Đây là một con cá voi sát thủ. Một con cá heo đen. Các bạn ơi, con cá này to chưa? Nó đang trốn ở dưới này đấy. Rồi, bắt bỏ vào đây. Đi tìm xem có con gì nữa không nào. Các bạn tìm xem. Các bạn có nhìn thấy con gì không? Ồ, hình như lại mình tìm thấy một con gì nữa. Nó cũng đang trốn ở dưới này này. Wow. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Thì ra là một con gà trống nha. Một con gà trống có cái màu đỏ chót này, nó đang trốn ở dưới cái bụi này này để mình không bắt được nó đấy. Cho vào đây. Tìm tiếp xem. Các bạn có nhìn thấy con gì nữa không? Đây. Bạn ơi. Đây. Hình như có con gì này. Wow, con gì đang chui ở dưới hang. Wow, mình bới ra. Đây rồi. Một con bọ cạp đang chui ở dưới hang các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Một con bọ cạp nhá. Tìm tiếp nào. Xem ở đâu có con gì nữa không? À, đây. Ở dưới gốc cây này, có con gì đây? À, đẹp quá các bạn ơi, một con vịt này, một con vịt màu trắng này. Một con vịt đang đi tìm thức ăn ở gốc cây đấy các bạn ạ. Đây. Ở dưới cái đá này hình như có con gì không? Wow. À, không có con gì các bạn ạ, mình cứ tưởng con gì nó trốn ở dưới đây cơ. Không có rồi, đi tìm tiếp xem. Ồ, đây. Wow. Một con thằn lằn. Wow, nó lè cái lưỡi này. Nó đang bò ra đây rồi. Mình lôi nó ra đây rồi. Một con thằn lằn màu vàng các bạn nhá. Tìm tiếp xem nào. Đâu. Đây. Wow. Có gì đây? Con ếch các bạn ạ. Wow, đây là một con ếch này. Ếch nó kêu được luôn nhá các bạn nhá. Đây nữa là, đây là một con cá xanh. Đây cũng là một con cá xanh. Đây lại là một con ếch này. Wow, mình nhặt mình cho vào đây. Các bạn nhìn thấy chưa? Rất là nhiều đồ các bạn nhá. Hôm nay mình tìm được nhá.